Hoàng Đức. Tiếng còi của trọng tài Ngô Duy Lân đã cất lên. Hai bàn thắng của Phạm Tuấn Hải đã giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có được thắng lợi 2-0 trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Afghanistan. Một trận đấu mà Đặng Văn Lâm đánh dấu sự trở lại thực sự của mình trong khung thành của đội tuyển Việt Nam với những tình huống phản xạ xuất sắc. Những gương mặt mới cũng đã được thử nghiệm, những sơ đồ chiến thuật cũng đã được sử dụng ở trong trận đấu ngày hôm nay tùy vào những tình huống và thời điểm cụ thể. Chúng ta cũng đã có được những bài học cần thiết, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự khi đối phương cũng đã có không ít những cơ hội nguy hiểm. Nhưng dù sao thì trận đấu giao hữu này trên sân Đồng Thống Nhất sau 5 năm